sugong the left, sugong the left, yeah. Chui thủ thêm giờ là 6:15. Qua Hàm Chua nha, này quận nhất, đang ở quận nhất, qua Hàm Chua là quận 2. Vũng Tàu rồi, cầu
đi Vũng Tàu quẹo phải nha, đi theo cái lai bên phải Đà Lạt đi thẳng ha, giờ mình đi Đà Lạt đi bên này, còn nhưng mà kia đi bên kia chạy luôn á, chạy luôn ha. Nếu mà chạy thì giờ mình đi Đà Lạt ha, thẳng tiến lên cao tốc qua khúc Long Thành rồi giờ đến khúc Dầu Dây.
này là bè cá không á, thấy không, bè cá không, còn là nghề chứ nuôi cá như nuôi bè không, hai bên quá trời bè luôn. Mà sông này thấy sao giờ thấy nhỏ quá à, hồi xưa nhớ bự lắm, càng ngày càng nhỏ này sao, trời nước mà, nước mà là nó nước mà thấp mà thấy thấy đáy sông luôn.
giáp tại lần đầu tiên thấy được bông giáp tại lên
rồi ha. Đẹp rồi đó. Đẹp. Đó. Chú thì thấy tàu hai bên tre, cây tre quá trời. Mùa này đi là cây lá xum xê luôn, mưa. Chứ đi mà qua Tết thấy cái đường xá nó lá nó khô quá là. Đó, khúc đẹp. Khúc đẹp của đèo chuối nè, khúc đẹp. Chưa đẹp chưa? Khúc đẹp đèo chuối. Nam Hữu. Madagui, đã tới Madagui, bên trái là Madagui nha. Wow, đây là để nơi người ta cắm trại, học sinh đi lắm, nó nhiều lắm á. Du lịch nghỉ dưỡng Madagui. Cái gì bên trái nó có bông quá trời nè, thấy không, bông nó cũng lạ. Trăm bốn bảy cây nữa rất là lạ. Chuẩn bị tới gần là đèo Lộc. Tiếp theo cái xe 49 là để đến. Nè, giờ đâu ta bán mẹ ăn sầu riêng không? Có sầu riêng không mẹ?
trời chắc mưa quá, trên đèo ở trên núi thấy toàn là mây không à. Vô đèo Bảo Lộc ha. Có bị mưa ha. Bản tốc độ 40 km/h. Cái khách đi tầm 2 tầng. Trên này có trạm xăng hả ta? Mưa rồi.
tôi tới thành phố Bảo Lộc. Là miếu Ba Cô. Ủ tay không? À. Bình thường đúng không? Đây cũng Đức Trọng rồi đó. Giữa đèo Bảo Lộc rồi, một bên ấy một bên Đức Trọng. Bên chợ ngoài bên Đức Trọng. Đoạn mà sao nó đuôi đi bò bò theo.
bắt đầu thấy hơi ù nhẹ chút xíu. Không có vậy đâu. Mới bắt đầu chút xíu rồi, rất là nhẹ, thoáng qua.
coi mặt nó luôn ha. Chim mồi, chim mồi chạy bốn chục, mình chạy bốn chục. Sân bay Liên Khương rồi đó. Đến sân bay Liên Khương rồi à. Và trái vô sân bay Liên Khương đó. Vô qua Liên Khương nè. Mình lên Đà Lạt. Hai bánh.
nhiều sự tích.
mẹ vô hồ Trường Lâm nè, hỏi lẽ hỏi nó coi sao.